Chào anh ạ. Cầm cái này. Em cầm con dậy. Dạ. Em giới thiệu em nha em. Dạ, em xin được giới thiệu em tên là Khoa. Em năm nay gần 20 tuổi, em sinh năm 95. Em ở Tây Nguyên. Dạ. Em ở đâu? Dạ, em ở Củ Chi. À, Củ Chi. Dạ. Hôm nay Khoa hát bài gì? Dạ, em sẽ hát bài Let Her Go. Let her go. Dạ. Ok. Em làm lại, em hơi run. Không sao, em bình tĩnh. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Won't you let her go? Staring at the bottom of your glass, hoping one day you make his dream last. Dreams come slow and they go so fast. You see when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. And you let her go. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Em có hát được một bài Việt Nam. Dạ, tiếng Việt thì em không hát bằng tiếng Anh. Em có hát, nhưng em hát được tiếng Việt. Cuộc thi này toàn hát tiếng Việt, thỉnh thoảng mới được hát tiếng Anh, thế mới đầu. Một ngày mới khi ánh nắng lên, gió khẽ đưa trên bông lúa xanh, và tình yêu trong tim có em gần bên anh. Dù rằng anh đưa em qua tháng năm ở nơi đây tràn đầy mến thương, gửi lại yêu lắm ôi quê hương Việt Nam. Việt là bị đớn à? Trong những yêu thương anh trao em, oh oh, từng ngày rộn ràng chỉ qua mau, yeah yeah, nhẹ trôi em nè. Trong những yêu thương anh trao em, oh oh, từng ngày rộn ràng chỉ qua mau, và gửi lại yêu lắm ôi quê hương Việt Nam. Nhất là anh nói là anh rất thích cái phong cách của em. Anh biết là những cái phong cách như vậy nó sẽ rất là khó khăn ở ngoài đời sống âm nhạc, bởi vì người ta đang quen với một cái form cũng không có được phong phú lắm. Anh thì anh lại rất thích những cái sự lạ lẫm, mà ngay cả trong cuộc thi này anh nghĩ là những cái phong cách như của em ấy, nó cũng sẽ không gặp được nhiều cái sự ủng hộ. Anh không biết là em có bao nhiêu phần trăm giám khảo ở đây. Yeah. Nhưng mà anh nghĩ có thể em không đi qua được vòng này, hoặc là em đi qua vòng này nhưng mà nó cũng em sẽ không khó đi xa được. Yeah. Em khó đi xa được, nhưng anh vẫn thích
có những người như em để cho nó cái màu sắc âm nhạc nó phong phú. Anh chỉ mong là em tìm được nhiều bài hát, nhiều phong cách hoặc là tự sáng tác để em giữ được cái phong cách của em như vậy, thì nó là một cái gì đấy rất là, nó làm cho phong phú cái đời sống. Anh xin phép được khách mời chiếm quyền, anh xin phép được nói trước, và anh nghĩ là anh rất muốn có em ở trong những cái cuộc thi để nó phong phú hơn, và anh sẽ đồng ý cho em đi tiếp. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh thì anh nghĩ là với cái bài đầu á, em cũng tạo cho anh một cái thiện cảm về cái phong cách của em. Thực ra là anh cũng rất là thích những cái nhạc mà kiểu đều đều, bình thường anh nghe anh cũng thích kiểu vậy chứ không? Dạ. Và khi em hát cái bài nhạc Việt á, thì anh lại thấy nó có một cái gì đó nó hạn chế, đúng là rõ ràng anh hạn chế khi hát tiếng Việt, nghe nó bị nghẹt lắm cái phát âm của em á. Dạ đúng rồi. Cái đó là cái anh nghĩ là ngay về vào vòng sau mà em phải hát một bài nhạc Việt ngay. Dạ. Và em sẽ bị vướng ngay cái vấn đề đó liền. Dạ. Cho nên anh cũng rất là thích em, nhưng anh nghĩ với Việt Nam Idol một năm hai năm đều cũng có thể có cuộc thi cả, đều mở cả. Anh nghĩ nếu mà bây giờ em vào em đớt ngay cũng uổng, mà nó cũng làm em nản. Dạ. Cho nên với anh thì anh nghĩ là nếu em nghiêm túc muốn, kể cả em tự sáng tác, thì anh nghĩ một người nghệ sĩ mà muốn phát triển ở thị trường Việt Nam phải hát tiếng Việt tốt. Dạ. Cho nên anh thì anh lại không chọn em cho cái cơ hội lần này. Dạ. Nhưng mà anh rất là chào đón nếu năm sau anh được làm giám khảo mà em có đi thi, anh rất là ủng hộ. Anh lại nghĩ khác với là anh Dũng á. Anh muốn thấy những người như em, những cái phong cách như em phải có một cái sân chơi. Chứ nếu cái sân chơi mãi mãi với những cái phòng trà nhỏ hoặc là những cái cà phê nhỏ như vậy á, anh thấy nó không hay em. Dạ. Anh muốn mọi người phải đón nhận, tại vì những người anh ái mộ nhất luôn á là những người cầm mấy cái đàn guitar và hát. Bởi vì theo anh á, ở Việt Nam ngày hôm nay là nó, cái âm nhạc của mình nó quá công nghệ đi. Dạ. Cái gì cũng là lên logic một cái là bum bum bum, những cái loop một cái là có một bài hát. Dạ. Nó mất đi cái hồn nhiên của nó mất đi một cái sự một cái nó đang mất âm nhạc. Dạ. Và khi em hát em có cái màu sắc riêng của em. Khi mà John Mayer hát á, dạ, một người đã thắng rất nhiều Grammy, cái quãng của ảnh rất thấp, rất hạn chế. Dạ. Nhưng mà ảnh thắng được nhiều Grammy bởi vì cái chất giọng của người đó, cái cách người đó có thể truyền đạt được một cái cảm xúc cho người khán giả của mình. Anh chỉ biết là John Mayer đã từng, những người bạn gái của him là Jessica Simpson đến Jennifer Aniston đến 1000 những người phụ nữ đẹp nhất thế giới, thì anh cũng muốn hỏi John Mayer, ủa John, bạn làm cái gì vậy? Có cái thuốc độc gì trong cái nhạc của bạn vậy? Thì anh rất thích cái cách, cái phong cách của em. Yeah. Thì anh muốn em có một cơ hội thì anh sẽ đồng ý, nhưng em chỉ có một vài ngày thôi. Dạ. Em phải chọn một bài tiếng Việt, không phải tiếng Anh, một bài tiếng Việt mà em phải phát âm tốt hơn. Dạ. Em cần phải chú ý nhiều hơn với những cái cơ bản như vậy. Dạ. Nhưng anh muốn em phải cố gắng. Dạ. Anh sẽ đồng ý nha. Dạ, em cảm ơn nhiều. Chị thì cũng thật rằng là cái chị không cảm lắm cái style nhạc này của em. Chắc chắn. Chị không cảm lắm. Yeah. Cho nên là cái bài đầu tiên thì nói chung là chị cũng là cái bài khá nhất của em, một trong hai bài. Yeah. Thì đối với chị nó cũng, rồi cái bài thứ hai thì thấy rõ ràng là em không có khả năng hát nhạc Việt. Yeah. Yeah, tại vì em đã từng sống ở bên Úc và em phải học rất là vất vả tiếng Anh, cho nên em rất là hạn chế. G'day mate. Yeah. How's it going mate? nhưng mà anh này là anh đẻ bên Úc luôn mà. Dạ. Yeah. Sao mà anh vẫn hát được tiếng Việt đấy thôi? Dạ, yeah, tại vì em có một cái tật đó chị, là em hay bắt chước giọng vùng miền khác nhau. Em bắt chước giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam, tất cả cái giọng mà em nghe, em bắt chước theo giọng phim Hồng Kông người ta lồng tiếng. Cho nên rồi từ từ cái giọng của em nó bị lớ, cho nên có người hỏi, nghe nói chuyện với em mới hỏi là bộ em đi nước ngoài hả, cho nên giọng lớ. Thì em cũng có đi nước ngoài, nhưng mà thực sự là cái giọng em nó đã như vậy rồi. Yeah. Không, nếu em có khả năng bắt chước thì em cũng có khả năng sửa đúng được. Đúng rồi, chính xác. Còn mấy phần trong em bắt chước tức là em
em bắt được cái âm thanh để em có thể làm giống là anh thì nghĩ là dạ. Khi em ý thức là đây... cái âm thanh cần như thế nào em sẽ làm được. Dạ. Nhưng mà đây cái vấn đề đây không phải là cái bắt trước cái âm thanh mà là cái âm thanh của em nó bị như thế. Không, người ta, anh bị như thế là không, em thấy thì rõ ràng nó bị bẹt và bị mũi. Rõ ràng. Là như vậy. Nhưng mà, dạ, nhưng mà không phải lúc nào cũng cần phải chuẩn mực như vậy. Tất nhiên có, mình không cũng... có chứ, có như như cái bạn mà sáng nay mình chọn á. Nhưng mà người ta lại bạn... có, người ta lại có phong mà... cách. Phong cách này thì mình có thể nhưng mà tùy theo cái cách chị thôi, chị cứ xử lý đi. Không, cái đấy là Ok thôi, bây giờ mình sẽ làm ngôi sao mày mắn đi em. Nhá. Yeah. Bây giờ ở ngoài kia trước khi em vào đây á thì ngôi sao may mắn của em là em chọn ai? Dạ anh Thành. Chúc mừng. Chúc mừng em. Ok, chúc mừng em. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Ok, cảm ơn em nha. Dạ, cho em được bàn tay. Ok, được em. Cảm ơn em. Chúc mừng em.